Vâng, mình chào cả nhà nha. Thì hôm nay mình giới thiệu với cả nhà cây lô Mỹ Hồng nha. Lô Mỹ Hồng cây khá là đẹp nè. Cây này nó hơn 20 sen. Cây này hiện tại mình bán với giá là 19 ngàn một cây cả nhà. Và chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Thông thường thì một thùng xốp của mình thì đóng được khoảng 20 cây ha. Cây rất là đẹp luôn. Mọi người mua số lượng nhiều á thì mình sẽ bớt thêm ha. Đó, cây rất là đẹp. Rồi mọi người có nhu cầu á thì có thể gọi cho mình qua số điện thoại là 0917 072 138 nha. Rồi, xin chào cả nhà nha.